Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của Báo Tiền Phong. Ngày 3 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và 4 bị can khác, mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do công ty cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư. Ngày 3 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 cá nhân về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự, gồm Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Lê Quang Vinh, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, Huỳnh Lương Thiện, chuyên viên Phòng Đầu tư và Quy hoạch xây dựng thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam, Trương Văn Ri, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam, kiêm Giám đốc chi nhánh công ty tại tỉnh Bình Thuận. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 phê chuẩn, ngày 3 và ngày 4 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tổ chức thi hành lệnh quyết định tố tụng hình sự nêu trên theo quy định pháp luật. Trước đó, liên quan đến vụ án, ngày 26 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Tiến Phương là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Cùng bị khởi tố bắt tạm giam còn có các ông Xà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình tỉnh Bình Thuận, Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, Hồ Như Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận, thẩm định viên về giá, và Lê Anh Huy, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bình Thuận. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố một loạt cán bộ về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của Báo Tiền Phong. Ngày 27 tháng 6, Bộ Công an cho biết, trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương bắt 15 cán bộ thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong số các bị can có bác sĩ Lê Văn Hùng, viện trưởng, bác sĩ Nguyễn Thành Công, viện phó. Những người này bị cáo buộc đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho người phạm tội hoặc bị kết án tù nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Ngày 28 tháng 6, Bộ Công an cho biết, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội C02 vì có thành tích đấu tranh triệt phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội, bị kết án phạt tù nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Nội dung thư khen nêu rõ lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo ngày 13 và ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương có liên quan đấu tranh triệt phá chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng, trong đó có một số đối tượng là lãnh đạo, cán bộ thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa Đồng Nai, có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần. Đây là chiến công xuất sắc, từng bước giải quyết vấn đề nhạy cảm, bức xúc hiện nay, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự kiên trì bền bỉ, nhận diện phương thức, thủ đoạn lợi dụng chính sách pháp luật trong công tác lập hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần, góp phần ngăn ngừa, làm rõ bản chất tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội, không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm, làm giảm các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ điều tra, trì hoãn thi hành án phạt tù liên quan đến công tác giám định tâm thần thời gian tới. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội, yêu cầu Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố trước pháp luật, tổ chức hội ý nghiệp vụ để chỉ đạo, hướng dẫn công an các địa phương nhận diện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm này thời gian tới, kiên quyết xử lý với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sự minh bạch, làm rõ sơ hở, thiếu sót trong công tác lập hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần để tham mưu chính phủ chỉ đạo các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục. Ngày 27 tháng 6, Bộ Công an cho biết, trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương bắt 15 cán bộ thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong số các bị can có bác sĩ Lê Văn Hùng, viện trưởng, bác sĩ Nguyễn Thành Công, viện phó.
Những người này bị cáo buộc đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho người phạm tội hoặc bị kết án tù nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Ngày 28 tháng 6, Bộ Công an cho biết Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C02 vì có thành tích đấu tranh triệt phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội, bị kết án phạt tù nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Nội dung thư khen nêu rõ lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo ngày 13 và ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương có liên quan đấu tranh triệt phá chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng, trong đó có một số đối tượng là lãnh đạo, cán bộ thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa Đồng Nai, có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần. Đây là chiến công xuất sắc, từng bước giải quyết vấn đề nhạy cảm, bức xúc hiện nay, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự kiên trì bền bỉ, nhận diện phương thức, thủ đoạn lợi dụng chính sách pháp luật trong công tác lập hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần, góp phần ngăn ngừa, làm rõ bản chất tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội, không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm, làm giảm các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ điều tra, trì hoãn thi hành án phạt tù liên quan đến công tác giám định tâm thần thời gian tới. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố trước pháp luật, tổ chức hội ý nghiệp vụ để chỉ đạo, hướng dẫn công an các địa phương nhận diện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm này thời gian tới, kiên quyết xử lý với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sự minh bạch, làm rõ sơ hở, thiếu sót trong công tác lập hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần để tham mưu chính phủ chỉ đạo các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giám định tâm thần. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mong các đồng chí phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh tấn công tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, góp phần làm giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, từng bước xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Được biết, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập năm 2015 trên cơ sở nâng cấp phân viện phía Nam thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Viện có chức năng thực hiện giám định pháp y tâm thần, quản lý điều trị người rối loạn tâm thần theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tố tụng. Trước việc hàng loạt cán bộ bị bắt, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã gửi công văn cho Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo để có phương án ổn định nhân lực công tác do bị thiếu. Sự việc bê bối xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã vén màn loạt sai phạm kéo theo nhiều cán bộ ngành bị khởi tố. Theo đó, ngày 16 tháng 6 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục bắt giữ hai bác sĩ là Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đóng tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vì những sai phạm liên quan đến kết quả giám định, điều trị bệnh nhân tâm thần. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã bắt giữ 9 người là bác sĩ, điều dưỡng, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Thực trạng trên dẫn đến một câu chuyện hí hữu là Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa không còn cán bộ làm việc nên phải báo cáo hỏa tốc và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế để có phương án ổn định nhân lực công tác. Quyền lực của giấy chứng nhận tâm thần. Từ lâu nay, dư luận luôn râm ran rằng tội phạm chuyên nghiệp luôn có kim bài miễn tử hay kim bài miễn tội là giấy chứng nhận tâm thần. Trên thực tế, nếu bị can bị cáo có giấy chứng nhận tâm thần là có thể được thoát án tử. Minh chứng điển hình, vào giữa năm 2018, Công an từng bắt hai bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nhận tiền để làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần. Sau đó, Công an đã rà soát 94 hồ sơ bệnh án, phát hiện có đến 41 hồ sơ là của các đối tượng phạm pháp hình sự nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan pháp luật. Tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, có những kết quả giám định từng khiến các cơ quan tố tụng lúng túng trong xử lý các vụ án. Cụ thể, tháng 10 năm 2019, Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt giam bà Trần Thị Mỹ Hiền, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đất vàng Hoàng Gia cùng đồng phạm phân lô đất nền dự án, lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 816 tỷ đồng. Phía gia đình bà này đưa ra kết luận giám định pháp y thể hiện bà Hiền bị tâm thần, vì vậy Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị một trung tâm giám định pháp y tâm thần tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa giám định tâm thần đối với bà Hiền. Sau đó, viện này kết luận đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, cho rằng kết luận pháp y chưa đảm bảo khách quan, cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định đề nghị Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Hà Nội giám định lại.
tháng 9 năm 2020, cơ quan này cũng có kết luận bà Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi như Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận. Do đó kết quả không thay đổi, Công an thành phố Hồ Chí Minh phải tạm đình chỉ bị can, đưa bà Hiền chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 3 năm 2024, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông báo bà Hiền đã bỏ trốn khỏi viện. Một vụ việc khác liên quan đến Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa là trường hợp bệnh nhân dính án ma túy đi chữa bệnh bắt buộc rồi trốn khỏi viện. Cụ thể, bà Tống Thị Bạch Lan, ngụ tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Bà Lan kháng cáo và được tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho đi giám định tâm thần. Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận, tại thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, tòa ra quyết định tạm đình chỉ, bị cáo Lan phải đi trị bệnh bắt buộc. Ngày 17 tháng 8 năm 2020, bị cáo Tống Thị Bạch Lan được đưa đến khoa điều trị bắt buộc nữ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa để điều trị. Nhưng chỉ 5 ngày sau, bà Lan đã bỏ trốn khỏi viện. Đến ngày 2 tháng 6 năm 2022, Công an bắt quả tang bà Tống Thị Bạch Lan mang theo 10 bánh heroin tương đương với hơn 3,5 kg tại địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Khi điều tra, Công an xác định Tống Thị Bạch Lan chính là bệnh nhân đã trốn ở Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Khi đó, trả lời về lý do để bà Lan bỏ trốn rồi đi mua bán ma túy, bác sĩ Nguyễn Thành Quang, nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp kiêm trưởng khoa giám định vừa bị bắt giam, giải thích rằng bệnh nhân Lan được cho áp dụng liệu pháp trị liệu nên cho ra ngoài lao động trong khuôn viên viện như nhổ cỏ, tưới cây, quét sân, đổ rác, rồi bỏ trốn. Hay thời điểm vào năm 2016, đối tượng Lê Văn Phúc đã gây ra một vụ án mạng kinh hoàng tại tỉnh Quảng Nam. Vụ án khiến dư luận phẫn nộ vì tính chất man dợ của hành vi. Tuy nhiên, với kết luận của Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần Đà Nẵng là Phúc bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, Phúc chỉ bị tuyên chung thân thay vì phải gánh chịu hình phạt tử hình. Những sự việc này cho thấy giấy chứng nhận tâm thần của bị can, bị cáo có tầm quan trọng, thậm chí mang tính quyết định trong việc xử lý vụ án hình sự của cơ quan tố tụng. Vì vậy, nếu những giấy chứng nhận tâm thần mà làm giả thì kết quả điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án cũng sẽ bị sai lệch theo. Trong thực tế, đã có rất nhiều y, bác sĩ rơi vào vòng lao lý vì làm giả bệnh án tâm thần. Tháng 8 năm 2018, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bác sĩ chuyên khoa 2 Thân Thái Phong, Phó trưởng khoa tâm thần người cao tuổi và ông Nguyễn Tuấn Sơn, kỹ thuật viên trưởng khoa dinh dưỡng vì làm hồ sơ bệnh án giả nhằm giúp một đối tượng phạm tội thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Tháng 5 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt ông Phạm Ngọc Phượng, cựu giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ để làm bản kết luận giám định pháp y về bệnh tật giả. Dưới góc độ pháp lý, theo Điều 21 Bộ Luật Hình sự năm 2015, quy định tình trạng một người không có năng lực trách nhiệm hình sự. Theo đó, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Khi đó, vụ án sẽ được đình chỉ và đối tượng sẽ bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Điều 49 Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng quy định thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Khi bệnh tâm thần ổn định, đối tượng tiếp tục được cơ quan điều tra phục hồi điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Thời gian chữa bệnh sẽ được trừ vào thời gian chấp hành án phạt tù sau này khi tòa tuyên án. Bên cạnh đó, điểm quy khoản 1, điều 51 Bộ Luật Hình sự cũng quy định về tình tiết giảm nhẹ. Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình. Dưới góc độ triển khai thi hành pháp luật thì trong trường hợp người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng có khung hình phạt cao nhất đến tử hình. Nhưng nếu có căn cứ xác định người phạm tội mắc bệnh tâm thần làm hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi thì thông thường tòa án không áp dụng hình phạt tử hình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.